có một lớp học khiêu vũ đặc biệt. Ở đó các thành viên không nhìn thấy bạn nhảy, không nhìn thấy huấn luyện viên, lại không nhìn thấy bất cứ động tác nhảy nào. Thế nhưng lớp học vẫn diễn ra đều đặn, hào hứng và đầy niềm vui nhờ sự cảm nhận từ những thanh âm. Lớp học này bắt đầu được gần 3 năm đến thời điểm này. Mục đích của lúc đầu tiên thì là do bên trung tâm dịch tài trợ về thể chất cho người khiếm thị. Thì đã chọn cái môn khiêu vũ thể thao này để cho mọi người được trải nghiệm và tập thử. Đối với thầy trò của lớp học đặc biệt này, mỗi buổi tập đều trở thành một kỷ niệm khó quên. Bởi với người không khuyết tật, khi tập nhảy đều cần đứng trước gương và nhìn theo người hướng dẫn. Nhưng với những người khiếm thị, họ tập bằng sự cảm nhận âm nhạc, bằng cách đo độ dài bước chân và đặc biệt bằng sự hướng dẫn tận tâm của thầy giáo. Điều đó không phải dễ dàng bởi thầy giáo và học viên cần nhiều thời gian để tương tác một cách phù hợp với nhau cũng như tìm ra được tiếng nói chung. Những ngày đầu tiên thì đúng là có gặp rất là nhiều khó khăn bởi vì mình không thể mang một cái giáo trình, một cái kiểu hiểu biết của mình để mà mình tập cho một cái lớp như này được, mà mình phải xóa sạch cái việc giáo trình của mình đi. Sau đó mình đưa vào những cái, ví dụ chi tiết về cơ thể, về chân tay, về hướng và góc độ. Đặc biệt với người khiếm thị thì là cái hướng, định hướng về không gian là điều quan trọng nhất để họ tập khiêu vũ thể thao. Lớp học đặc biệt này có những thành viên đã tham gia từ những ngày đầu tiên cách đây 3 năm, đến những thành viên mới tham gia được vài tháng. Các học viên từ không biết đến khiêu vũ đã trở thành quán quân của những cuộc thi khiêu vũ trong và ngoài nước. Lớp học đã trở thành một sân chơi đầy lý thú, một ngôi nhà chung ấm áp và tràn đầy niềm vui của những thành viên nơi đây. Tôi bắt đầu tham gia lớp học này từ mùng 1 tháng 10 năm 2020. Lớp học cũng như là một bộ môn thể thao để cho người khuyết tật có thể rèn luyện bản thân, rèn luyện ngoại hình. Từ nhỏ mình đã có ước mơ là rất muốn được đi học và tham gia khiêu vũ. Bước nhảy xóa mọi khoảng cách là rất hay và rất ý nghĩa với chúng tôi, là xóa bỏ đi tất cả mọi cái sự mặc cảm, tự ti trong cuộc sống. Và khi mà tôi đã tham gia được rồi thì tôi cảm thấy là mình vui vẻ hơn, khỏe khoắn hơn và yêu đời hơn và tự tin, rất tự tin khi mà mình bước chân ra ngoài với cộng đồng. Tôi rất là mong lớp học được duy trì trong thời gian dài để tạo cái sân chơi cho các cái bạn khiếm thị. Không chỉ được rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần, những thành viên của lớp học còn có thể phát huy tinh thần, tàn nhưng không phế, vượt qua khó khăn, trở ngại, định kiến của xã hội để vươn lên, thể hiện ý chí và khả năng của bản thân. Tôi mong muốn rằng đem đến một hình ảnh của người khiếm thị mới hơn trong mắt cộng đồng. Họ có thể đẹp hơn, này, tự tin hơn, khỏe khoắn hơn và hòa nhập cộng đồng tốt hơn. Đó là ý nghĩa mà tôi mong muốn để gửi tới những người khiếm thị khi mà họ tham gia cái lớp học này. Ngày 4 tháng 4 năm 2021 vừa qua, lần đầu tiên cuộc thi bước nhảy xóa mọi khoảng cách dành cho những người khiếm thị đã được tổ chức. Cuộc thi nhằm mục đích kết nối những người khiếm thị tại Hà Nội, tạo cơ hội giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng và tự tin thể hiện bản thân dưới ánh đèn sân khấu. Và cuộc thi cũng cho thấy một xã hội không còn khoảng cách thông qua những bước nhảy đặc biệt này.